nó là một cái dòng chuột trách bom phá vỡ cái kiểu sử dụng chuột thông thường, thay vì là rê chuột trên bàn thì nó là trên không, nằm trên tay. Xin chào các bạn, lại là Giang Đẩy, và ngày hôm nay thì Giang sẽ giới thiệu cho các bạn một con chuột máy tính đến từ hãng Elecom. Tuy nhiên rằng là cái con chuột này khá là đặc biệt. Đây là một chuột có dạng, nó cũng thuộc dạng là trackball của Elecom thôi. Nói chung là Elecom đã khá nổi bật với các dạng chuột trackball. Tại sao lại Giang Lăng đã nói là chuột trackball? Bởi vì là trackball ở đây nghĩa là có con lăn ạ, và nó phá vỡ hoàn toàn cách sử dụng chuột thông thường. Tức là nó không sử dụng mặt bàn, mặt gương, mặt gỗ để mà rê chuột. Con chuột này sử dụng bằng cách bạn chỉ đăng viên ngón tay và sử dụng ngay trên tay cầm, trên không. Tức là con chuột này hoạt động trên không. Nói nôm na là vậy, bởi vì là thực sự là dịch từ tiếng Nhật sang thì nó gọi là con chuột hoạt động trên không các bạn ạ. Nó hơi thú vị ở điểm đó. Và bây giờ thì Giang sẽ bóc để bóc hộp cho các bạn cùng xem ha. Ok, toàn tiếng Nhật. Có một cái hướng dẫn luôn các bạn ạ. Wow, wow. Tờ hướng dẫn cũng toàn tiếng Nhật luôn. Cái không, đang không nói về mặt phần này nhé. Phần này là cái phần mà lắp ráp chuột và sử dụng chuột. Ở bên này thì nó sẽ có mặt phía bên này của tờ hướng dẫn, nó sẽ có một cái phần dành cho TV và laptop. Ở phần này thì nó sẽ sử dụng một cái app của Elecom. App này tải về máy tính hoặc là tải về TV. Là tại sao lại tải cái app này về? Bởi vì cái app này là được nói một cách cái tên mà nhà sản xuất đưa ra là trợ lý chuột Elecom. Trợ lý chuột Elecom là bao gồm cái phần ứng dụng này sẽ giúp cho bạn là thay đổi cái chức năng ở trên các cái nút bấm của con chuột, sẽ hướng dẫn như vậy. Ở phía bên dưới này nó còn có sự hướng dẫn là bạn tháo cái phần viên bi ra để mà vệ sinh ở phía bên trong, dùng bằng bông tăm nha các bạn. Ở đây là nhà sản xuất khuyến khích các bạn nên sử dụng tăm bông nhỏ để mà lau chùi các cái phần, những cái đó là cái cảm biến á, thì bạn nên nhẹ nhàng lau bằng tăm bông thôi, không nên cọ sát mạnh thì nó sẽ bị hỏng. Ok, đó rồi. Nói nôm na là qua tờ giấy hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ có cơ bản như vậy. Còn Giang sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về cách là cài đặt, tải ứng dụng, cài đặt cái con chuột này bằng một cái video khác. Còn bây giờ thì Giang sẽ gọi là ở một cái video giới thiệu về con chuột này, cũng như là hướng dẫn một vài cái thứ cơ bản để bạn có thể sử dụng chuột này. Các bạn nhìn đây, nó giống cái gì ta? Nó giống cái mà ô tô. Nó thấy không? Giống không? Giống không? Cái này cái đỡ, đế đỡ cũng được đấy. Tiếp theo là cái này là bộ thu, hay là còn gọi là cổng kết nối không dây, và ở đây là pin 3A. Chuột này sử dụng pin 3A. Cái phần bộ thu hay là còn gọi là cổng kết nối này này thì nó sẽ có một cái khe ở trong này, bạn có thể cất bỏ vào đây đó, rất là tiện lợi. Ok, tức là cũng sẽ hạn chế cái phần là nếu như mà bạn cần cất con chuột và mang đi đâu đó di chuyển thì nó sẽ không bị rớt. Ở bên phía góc trái nó sẽ có một cái nút, hai cái nút, nhưng mà nút này, nút DPI này, cái này là chỉnh cái độ nhạy của con chuột. Còn cái phía bên này thì nó là bật nguồn. Như con chuột này Giang giới thiệu là nó sẽ có 10 nút, bao gồm cả con lăn. 10 nút ở đây là bao gồm, đây là nút bật tắt nguồn, nút nhạy, các bộ nút của media, lăn chuột, viên bi, và ở bên cạnh cái lăn chuột nó sẽ có nút tiến lùi nữa, trái phải ấy. Và ở đây là sẽ có cái nút, là hai cái nút ở phía trước này của các con chuột đây. Ok, hai cái nút phía trước này thì nó sẽ ghi chữ L và chữ R, thì ra sẽ biết là chuột trái chuột phải, kích phải kích trái kích phải đó. Kích phải là ở trên và kích trái là ở dưới. Cái điều mà hay ho ở con chuột này đó là sự kết hợp bộ nút của media. Bộ nút của media ở đây là sẽ có nút tăng giảm âm lượng qua bài,
lùi lại bài và pause, tức là ngừng, tạm dừng hoặc là phát bài hát hoặc là phim ảnh. Cái này là sẽ tiện lợi cho cái việc là bạn xem TV hoặc là trình chiếu. Thực sự ra là cái con chuột này mà Giang được biết tới thì nhiều bạn Nhật Bản và những bạn ở các nước ngoài á, thì các bạn sẽ sử dụng con chuột này trong cái việc là các bạn trình chiếu trong bài thuyết trình á, PowerPoint hoặc là những cái bản thuyết trình thì là sử dụng các cái phần media cũng như là các bản test á, thì thường là các bạn sẽ sử dụng cái này nhiều, khá là gọn nhẹ. Cái tiếp theo là về nhà sản xuất đưa ra là sử dụng liên tục được trong vòng 113 giờ và thời gian chờ của nó lên đến là 416 ngày. Tức là nếu như giả sử như pin bạn để trong này, bạn không xài tới, bạn để nó trong chế độ chờ để khi mà kết nối cái này vào để sử dụng thì nó vẫn có thể giữ được pin và cái dung lượng ở cái năng lượng cho cái con chuột này trong vòng 416 ngày, tức là hơn một năm. Thấy cũng khá là khủng khiếp đấy. Tiếp theo đó là nếu như bạn sử dụng liên tục với 8 tiếng một ngày thì mất 233 ngày mới hết pin. Khi mà đọc cái thông tin này thì thiệt sự là hơi há hốc mồm đấy, không biết làm sao cả. Làm việc trong 8 giờ một ngày của nhân viên văn phòng thì cái dung lượng pin mà bạn có thể sử dụng ở đây là 233 ngày. What? Really? Chắc không vậy? Thôi chắc cái này là Giang sẽ trải nghiệm sau 233 ngày, chắc là lại phải làm một cái video khác cho các bạn. Tuy nhiên là thực sự ra là cái con chuột này chỉ ngồi trên ghế sofa này điều chỉnh chuột này thôi, chứ còn thực sự ra mà cái này mà sử dụng mà để làm văn phòng hàng ngày chắc nghĩ là không có đâu các bạn, hơi khó đấy. Bởi vì nó không thuận tiện lắm. Nếu như mà với một cái người mà hay làm kiểu dựng phim rồi làm video như Giang thì chắc là hơi khó để mà sử dụng cái con chuột này. Tuy nhiên là Elecom luôn có những cái con chuột trackball mà rất là ấn tượng, đang có trong phòng, nhưng mà thôi Giang sẽ giới thiệu vào một cái video khác. Ok, bây giờ tiếp tục thì Giang sẽ thử vào chiếc máy tính cho các bạn cùng xem ha. Ok, chúng ta tiếp tục. Giang sẽ cụ thể hơn. Ở đây thì cái đây là cái đế. Cái đế để giữ chuột. Vâng, chuột để như vậy. Các bạn nhìn đi, nó thiệt sự đã để trên bàn thì với cái con chuột và cái máy tính thì nó khá là đồng màu ha. Màu đỏ đen, khá là đẹp. Đúng cái màu mình thích đấy chứ. Ví dụ như ở đây. Đây ha. Không biết là mọi người có sẽ nhìn hơn vào cái con này không, cái màn hình không, thì ra sẽ để gần hơn ha cho các bạn nhìn. Ở đây thì cái độ nhạy là đang là 500 nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy cái phần mình rê con chuột ở phía trên màn hình không? Đây này, cái tay Giang rê này và cái phần chuột nó rê trên máy tính này. Đó, 500 thì nó sẽ như thế này. Để Giang mở cái màn hình nó hơi tối một chút cho các bạn dễ nhìn hơn. Đây là mức 500 này. Thì các bạn nhìn không? Giang rê cái con chuột này và cái trỏ chuột ở trên máy tính nó cũng sẽ tầm này. Với cái độ nhạy nó sẽ như vậy. Giờ Giang sẽ bấm thêm một nấc nữa. Thì nấc này nếu như bấm thì nó sẽ thuộc là 1000. Độ nhạy là lên được 1000. Bạn coi này, bạn có nhìn thấy cái con trò chuột của Giang đang chạy không? Trên màn hình chưa? Đó. Bây giờ thêm một nấc nữa là cái nấc này sẽ thuộc là 1500. Nhìn đi, nhìn kịp con trò của Giang đang quay ở đâu không? Đó. Được chất nghi luôn. What? Và cái vấn đề là bạn sẽ sử dụng cái viên này để lăn này. Đó, lăn. Nếu như bấm quay trở lại cái trang lúc trước của cái trang này. Đó, thấy chưa? Bây giờ đang quay trở lại lúc nãy đang lỡ đang phát rồi, đang muốn quay lại. Ok, quay lại luôn. Ta đang tìm thấy quên đời. Phải cố quên đời. Âm lượng đang khá là to đúng không ạ? Rồi, bây giờ Giang sẽ bật âm lượng nhỏ lại nhé. Nút trừ này các bạn này. Bạn có nhìn thấy cái phía bên góc góc trái của màn hình không?
nó đang trừ xuống còn 18, 14, 12, 18 đấy. Bây giờ nó nhỏ quá không nghe được thì Giang sẽ cộng lên này. Bấm nút cộng lên ha. Đó. Không muốn nghe giờ đang đang có khách vô, bây giờ không muốn nghe nữa, dừng. Rồi, khách đi ra phát. Thôi dừng nhá, bởi vì bài hát này sẽ bị dính bản quyền. Giang sẽ không thu nhiều với cái bài hát này, dành cho những ai là thuộc tay thuận tay trái này. Cũng khá là dễ nha. Nếu như thực sự ra với những cái con chuột gọi là có những cái con chuột truyền thống có dây hay là không dây thì thường thường là bạn sẽ phải mua một cái loại chuột dành cho tay trái, thuận tay trái, hoặc là một cái con chuột cao cấp cũng có cái chức năng là cài đặt lại cái vị trí, bạn đổi vị trí giữa chuột trái chuột phải để cho những người thuận tay trái, đúng chưa? Còn ở đây thì nó cũng sẽ như vậy, nhưng mà nó sẽ tiện lợi hơn là cái việc là đó, không cần phải cầm bên tay phải, bạn có thể cầm hoàn toàn bên tay trái và vẫn không cần phải thay đổi nút các kiểu, vẫn bình thường. Nhưng mà không cần những cái con chuột đặc trưng dành cho tay trái nha, con chuột này hoàn toàn tay trái tay phải gì cũng có thể xài được. Rồi thêm một điều nữa, ta sẽ tắt nó đi ha, tức là cái cục này có thể tháo ra tháo vô được nha các bạn, là các bạn có thể tháo ra để vệ sinh. Ở đây các bạn có thấy cái lỗ này không ạ? Cái lỗ chính giữa nha, chứ hai cái lỗ này đừng có chọt nha, lỗ chính giữa này. Bạn dùng một cái quét tăm, nhưng mà tốt nhất là bạn nên bẻ cái đồ, có cái đồ nhọn thì bạn bẻ cái đồ nhọn đi để đỡ cái thiết bị. Đây. Đó, bạn thấy không ạ? Đang làm lại nhá. Này, nó hiện lên này. Đó. Rồi, khi mà bạn tháo cái viên bi này ra rồi thì bạn có thể lau chùi cái phần phía trong này bằng bông tăm nha các bạn, cái cọng bông tăm nha. Vừa rồi là Giang đã giới thiệu cho các bạn một chiếc chuột đến từ Elecom có tên là MLT1D, đúng không ta? 1DLRBK. Nó là một cái dòng chuột Trekpor phá vỡ cái kiểu sử dụng chuột thông thường, là thay vì là rê chuột trên bàn thì nó là trên không, nằm ở trên tay, rất là tiện lợi và cũng rất là hiện đại, cũng như là khá là thoải mái khi mà sử dụng, kể cả tay trái hay là tay phải, rất là hay ho và thú vị. Rồi, đó là tất cả những gì trong cái con chuột ngày hôm nay mà Giang giới thiệu. Những bạn thắc mắc điều gì ở với con chuột này thì hãy để lại bình luận phía dưới video, cũng như là bấm thích video này, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video giới thiệu những sản phẩm công nghệ của đến từ Song Tấn nhé. Và còn bây giờ thì Giang xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.